Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Đến video này thì Túc chia sẻ với anh em một cái dự án. Cái đây cũng tầm mấy hôm ấy, mình cứ chia sẻ với anh em một cái dự án đến từ Beeswax Test để anh em ăn chia 200 cái đồng BNB này và 2.000 cái đồng Beeswax này, để anh em để tham gia ấy thì anh em phải làm Test ấy. Làm vụ test led để trải nghiệm các hệ sinh thái của nó. Thế thì đường link mình có để trong kênh nhóm Telegram của mình để anh em tiện để anh em chiến. Còn cái kèo này thì không cần anh em phải là hold NFT BAB của sàn Binance cũng được nhé. Làm test led thôi mà. Được chưa? Kích vào phần forecast cho mình. Link đầu tiên thì forecast XBLB để anh em đi làm test led. Rồi kích vào chuyển đổi sang Kiki Browser để anh em dễ làm. Rồi khi nó ra giao diện như vậy, kích phần tôi không phải người máy cho mình này, kích phần tôi không phải người máy này. Rồi bắt đầu anh em sẽ nhập captcha đầu là máy bay trực thăng này đây. Rồi xác nhận này. Xác nhận này. Rồi, ok, sau đó thì anh em sẽ dán địa chỉ ví của anh em cần test lắp vào đây, thì khuyên anh em dùng ví Meta nhá, ví trước không làm đâu, được chưa? Rồi anh em sẽ dán địa chỉ ví của anh em vào đây. Rồi anh em forecast này, ấn vào JVA này, ấn kích vào 0.1 BNB này. Ok, mình vừa nãy là mình forecast rồi. Khi forecast được BNB test led xong thì anh em tiếp tục là quay sang Telegram group của mình, kích vào link thứ hai để anh em chuyển đổi cầu từ BLB sang cầu OB BLB nhá, Tenet nhá. Kích vào đây cho mình để chuyển đổi cầu. Rồi tiếp tục là kích góc phải màn hình, anh em sẽ kích phần mở Kiwi chuyển mở rộng cho mình sau giao diện của máy tính đấy. Kích phần connect cho mình này. Rồi kích phần Meta nha, ví trước không làm đâu nha, mình thử rồi. Đấy, bắt đầu này nó chuyển hướng giao diện của Meta để anh em nhập mật khẩu vào để anh em chiến thôi. Rồi em kích vào phần mở cho mình này. Rồi kích vào phần đã hiểu cho mình này. Rồi tự động kết nối này. Rồi em sẽ kích phần chuyển đổi mạng này. Ok. Sau đó thì anh em tiếp tục quay sang này. Rồi khi mà nó như thế này rồi thì anh em sẽ chuyển sang là testnet cho mình này, chuyển sang mạng testnet cho mình nhá. Mở Meta này. Rồi khi mở Meta xong, kích vào phần góc trái trên màn hình này, kéo xuống anh em tìm BLB testnet cho mình này. B là đây, BLB testnet đây, BLB Smart Chain testnet đây. Rồi sau khi mà chuyển đổi xong thì anh em quay sang nhá, quay sang Switch BLB Tenet. Rồi khi mà anh em đã cái lối ví của anh em nó nằm chỗ này, anh em nhìn nó nằm trên chỗ có phản hình chưa ạ? Đây. Và bên cạnh này nó có cái phần mục là Mainnet và Tenet, thì em kích vào phần Tenet cho mình này. Đấy. Và nó hiện cái giao diện như của mình đây. Thì hiện tại là mình đang có là 4,6 cái đồng BNB Tenet này. Thì mình sẽ quy đổi sang, anh em thích quy đổi sang bao nhiêu thì quy đổi nhá, để anh em quy đổi sang OBBLB này. Đấy, ví dụ như là 1 đi, được chưa? Thì nó sẽ hiện ra thông báo là anh em sẽ được bao nhiêu cái đồng OBBLB đây. Thì đương nhiên là mình có tầm 42 đô rồi, mình cũng không ấy được để mình làm các kèo khác. Đấy, còn anh em ví dụ có bao nhiêu BNB Tenet thì em kích ở phần đấy, rồi anh em kích ở phần double đây là swap đấy. À, nó chuyển sang là anh em sẽ có đồng OB BLB Telnet để anh em đi Telnet nha. Rồi khi mà nó có OB BLB Telnet xong thì anh em sẽ tiếp tục vào link thứ ba này, link để anh em đi Telnet này, kích vào phần link thứ ba cho mình Telnet này. Rồi tiếp sau đó thì kích góc phải cho mình là em kích vào phần mở Kiwi Browser này. Rồi nó sẽ chuyển hướng giao diện của Beeswax để anh em đi trải nghiệm cũng như là đi Telnet, được chưa? Sau đó thì em kích vào con lick cho mình này, ghi đến giao diện của nó này.
Rồi cái phần meta cho mình này. Rồi bắt đầu ấn kích vào góc phải mình vào ký này. Nó có cái thông báo từ ví meta này. Rồi kích vào phần tiếp theo cho mình này. Rồi cái lối này. Rồi ấn phê duyệt này. Rồi ấn chuyển đổi sang mạng OBBLB Mailnet này. Ok. Xong mình có bằng này nhỉ. À nó chưa chuyển rồi. Ok. Sau đó thì anh em quay sang khi cái lối ví thành công rồi này. Đó. Thì anh em có thể kích phần test cho mình này. Kích cái phần cái hộp Binance nhá, cái phần test cho mình này. Khi đăng nhập thành công ấy thì đến bước này thì anh em sẽ trải nghiệm hết chức năng của nó này, dùng OB BLP Telnet để anh em sẽ trải nghiệm hết, ví dụ như chơi farm hay là staking để anh em sẽ trải nghiệm hết chức năng của nó để đi Telnet. Đấy, ok, cái của phần chơi cho mình này. Rồi trên cũng được. Rồi anh em ví dụ nó có thể là nó không trải nghiệm hết đi, nó không yêu cầu là anh em là phải là thế này thế kia, nhưng mà anh em có trải nghiệm ví dụ 0.001 đi BLP đi. Đó. Ví dụ nó quy đổi sang đồng nào thì em trải nghiệm như cầu số góc bình thường thôi, quy đổi sang cái đồng Be đi chẳng hạn đi, đúng không ạ? Rồi thì anh em sẽ kích vào phần số góc cho mình thì mình sẽ được làm 18 cái đồng Be, là kích vào số góc cho mình cứ trải nghiệm này thôi. Rồi kích vào confirm cho mình, rồi sau đó vào ví xác nhận, kích vào phần góc phải cho mình. Ok, rồi kích vào phần meta cho mình này, lại vào xác nhận để như kiểu là anh em swap ấy, được chưa? Nó cũng đơn giản đấy thôi, đi test led vào lâu thế nhỉ. Rồi em kéo xuống cái xác nhận cho mình này. Ok, rồi sau đó thì quay sang đấy, chờ nó xác nhận thôi. Ok, đã xong, click vào code cho mình. Rồi tiếp sau đó thì đi farm, anh em đi farm hoặc rút đảo ngược lại. Bây giờ anh trải nghiệm hết cái chức năng của nó đi, như trên sàn các thứ ấy, trải nghiệm hết chức năng đi, đúng không ạ? Rồi cái vừa staking này có phép gì không? Ok, rồi sau đó thì anh em sẽ là chụp lại cái màn hình, chụp lại cái màn hình cho mình. Rồi, chụp lại cái màn hình cho mình đây, sẽ chụp lại cái màn hình. Ok, rồi sau đó thì anh em sẽ quay sang quay vào. Tiếp sau đó thì em sẽ join code này, send root này, rồi rồi vào decode này. Khi anh em root decode cho mình, cái cửa mở decode cho mình, anh em phải làm gọi là trải nghiệm tất cả các nhiệm vụ của nó nha, các tên led root hay là lạp root hay staking ấy, để anh em tên led nha. Khi trải nghiệm xong thì cái phần decode cho mình, ok, vào decode này. Rồi khi nhập captcha của best góc thành công này trong Discord ấy thì em kích vào phần góc trái màn hình này. Đó. Đấy, khi mà giải captcha xong thì nó sổ ra nhiều cái cửa sổ, nhiều các thứ cho anh em, được chưa? Anh em không quan tâm mấy cái bước trên đâu. Quan tâm có thể quan tâm, nhưng mà đối với mình không quan tâm, mình tìm cái từ tách bách cho mình. Tip bách nhỉ. Đâu, tìm cái từ cụm từ là fake bách, được nha. Fake bách đâu? Mách nào dưới này thì cụm từ đấy cho mình. Support rồi nó không có cái phần tách test back thì anh em kích vào phần test net browse cho mình này. Rồi sau đó thì anh em sẽ dán kia kích vào phần dưới cộng này cho mình này. Rồi anh em sẽ gửi cái hình ảnh kèm theo cái địa chỉ ví của anh em, được chưa? Kèm theo cái địa chỉ ví của anh em vào đây. Rồi anh em sẽ kích cái phần gửi đi cho mình này, kèm nhớ kèm theo cái địa chỉ ví của anh em nha. Nó gửi đi chưa? Ok, kèm theo cái địa chỉ ví của anh em và cái hình ảnh chụp hình anh em đã tham gia testnet nha. Rồi sau đó thì
Gửi sang tác bách rồi. Sau đó thì anh em kéo xuống này, anh em làm tiếp tục cái nhiệm vụ cho mình là nhiệm vụ Jelly cho mình này. Nhiệm vụ này thì cũng đơn giản thôi, anh kích vào và anh em sẽ join đi code hay Twitter hay là Telegram một thứ của nó đấy để anh em kiếm boy nha anh em nha.